Harpoon, tên lửa nguy hiểm nhất để diệt chiến hạm Nga ở Biển Đen. Theo trang tin quân sự Naval News, Harpoon, mẫu tên lửa diệt hạm mà Ukraine sắp nhận được, có thể giúp Ukraine tiêu diệt tàu chiến của quân Nga xâm lược, mở đường ra Biển Đen cho nước này. Thật vậy, với tầm bắn lớn và khả năng bay là sát mặt biển của tên lửa Harpoon, nó có thể uy hiếp tàu chiến Nga, giúp Ukraine phá thế phong tỏa trên Biển Đen. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin ngày 23 tháng 5 cho biết Đan Mạch sẽ chuyển các hệ thống tên lửa diệt hạm Harpoon cho Ukraine. Giới chuyên gia nhận định mẫu tên lửa này có thể uy hiếp các tàu chiến Nga hoạt động ngoài khơi Ukraine và hạn chế một phần trong hoạt động phong tỏa đường biển đang diễn ra. Quan chức Mỹ không cho biết phiên bản Harpoon sẽ được Đan Mạch chuyển giao cho Ukraine. Đan Mạch đang vận hành biến thể RGM-84L4 Harpoon Block 2 có khả năng tấn công chiến hạm trên biển, cũng như các mục tiêu trong cảng và đất liền. Đây là bước đi quan trọng giúp tăng cường năng lực và cường độ tác chiến của lực lượng Ukraine. Tên lửa Harpoon có thể đe dọa các tàu chiến Nga trên Biển Đen. Tom Caracco, chuyên gia thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế Mỹ, đánh giá. Harpoon là tên lửa hành trình diệt hạm do công ty Mỹ McDonnell Douglas, hiện nay thuộc tập đoàn Boeing, phát triển trong thập niên 1970 và đưa vào biên chế từ năm 1977. Đây là một trong những loại tên lửa diệt hạm phổ biến nhất trên thế giới, có mặt trong biên chế quân đội hơn 30 nước, với khoảng 7.500 quả đạn được xuất xưởng. Nó được sử dụng trong các cuộc chiến ở Iran và Libya hồi thập niên 1980. Tên lửa Harpoon cơ bản dài 3.8-4.6m, đường kính 34cm, nặng gần 700kg, mang đầu đạn nổ mặn nặng 221kg, tầm bắn từ 130-300km tùy theo biến thể, và tốc độ tối đa của nó là 865km/h. Harpoon có thể phóng từ máy bay, từ bệ phóng mặt đất, từ tàu mặt nước và kể cả từ tàu ngầm. Điểm mạnh của Harpoon là khả năng bay sát mặt biển, khiến tàu chiến đối phương rất khó phát hiện và đối phó. Phiên bản Harpoon nguyên gốc chỉ chuyên tấn công tàu chiến, trong khi những biến thể sau này được bổ sung tính năng công kích các mục tiêu ở trên đất liền. Trong các nhiệm vụ chống hạm, radar từ máy bay, tàu chiến sẽ phát hiện mục tiêu và nạp tham số cho tên lửa. Hệ thống dẫn đường quán tính sẽ dẫn quả đạn tới khu vực định sẵn. Sau đó, đầu dò radar chủ động kích hoạt để bám bắt và điều khiển tên lửa lao tới mục tiêu. Biến thể Block 2 được bổ sung hệ thống định vị vệ tinh để tấn công mục tiêu mặt đất và tàu bè tại cảng, trong khi radar chủ động có thể bám bắt vật thể nhờ độ tương phản với môi trường xung quanh. Tên lửa chống hạm phóng từ đất liền được coi là mối đe dọa không nhỏ đối với tàu chiến Nga trên Biển Đen. Quân đội Ukraine tuyên bố hai tên lửa diệt hạm Neptune của nước này đã bắn trúng tàu tuần dương Moskva, xoáy hạm của hạm đội Biển Đen của Hải quân Nga, khiến nó bị chìm ngoài khơi thành phố Odessa hồi giữa tháng 4. Quân đội Nga không bình luận về thông tin tàu Moskva trúng tên lửa, nhưng sau sự cố, Hải quân Nga đã giảm đáng kể hoạt động ngoài khơi Odessa và chiến hạm nước này cũng giữ khoảng cách xa bờ hơn so với trước, dường như là để né các tên lửa từ Ukraine. Lực lượng thuộc hạm đội Biển Đen của Nga thường hoạt động gần bờ biển ở bán đảo Crimea để hiệp đồng với lực lượng phòng không mặt đất, cũng như lợi dụng địa hình, địa vật để khiến đầu dò radar tên lửa diệt hạm của đối phương khó bám bắt mục tiêu. Đây được xem là biện pháp nhằm đối phó với các loại tên lửa diệt hạm đã được Ukraine biên chế hay sắp tiếp nhận như Harpoon. Giới chuyên gia cho rằng tên lửa Harpoon sẽ tăng đáng kể khả năng phòng thủ của Ukraine trên Biển Đen, trong bối cảnh nước này thiếu hụt tên lửa chống hạm nội địa sau hàng loạt đợt không kích của Nga. Nếu Ukraine thiết lập được khu vực chống tiếp cận, chống xâm nhập bằng các tên lửa chống hạm phóng từ đất liền, thì nỗ lực phong tỏa Biển Đen của Nga có thể phải chấm dứt và hành lang vận tải từ cảng Odessa sẽ được mở, chuyên gia quân sự Typhoon Osbert nhận định. Theo Military Balance, năm 1994, có hai khẩu đội Harpoon ở Đan Mạch, cũng có sẵn một video trên YouTube là một video quảng cáo về hệ thống phòng thủ bờ biển Harpoon, cho biết sơ bộ về thành phần của hệ thống này, bao gồm một máy điều khiển, hai bộ khởi động, hai bộ phát điện, và rõ ràng là máy sạc và máy vận tải. Bằng cách này, Ukraine tăng cường đáng kể khả năng phòng thủ bờ biển của mình, đồng thời cần lưu ý rằng phạm vi bay của tên lửa Harpoon ngắn hơn rất nhiều so với tên lửa Neptune của Ukraine. Cũng cần tính tới thời gian để triển khai hệ thống mới và chuẩn bị tính toán để sử dụng thành công. Đồng thời, có nhiều trường hợp gần đây
trong đó có các báo cáo về việc chuyển giao vũ khí từ các đồng minh trùng hợp với hoặc thậm chí là muộn màng so với việc sử dụng chúng trên chiến trường. Có nghĩa là vũ khí đã được tuồn vào Ukraine trước khi các bên tuyên bố viện trợ cho Ukraine. Ví dụ gần đây là trường hợp của tên lửa Brimstone. Trong khi Anh đang nói về ý định chuyển công việc của mình để tích hợp nó vào vụ phóng trên mặt đất, thì vũ khí của nước này đã diệt quân Nga xâm lược trên chiến trường. Nếu Ukraine nhận được tên lửa chống hạm Harpoon, họ sẽ có thể chặn các cảng Biển Đen nhanh chóng như thế nào? Những tên lửa như vậy sẽ cho phép Ukraine tạo ra một khu vực tiếp cận khép kín xung quanh các cảng của họ. Trong đó, các tàu của hạm đội Biển Đen của Nga sẽ không thể đi vào. Và như vậy, các tàu chở ngũ cốc của Ukraine sẽ có thể tự do ra khơi để xuất khẩu. Ukraine hiện đang yêu cầu các đồng minh cung cấp các tên lửa chống hạm như NSM hoặc thậm chí là Harpoon và đảm bảo rằng nếu nhận được vũ khí như vậy, họ sẽ có thể mở khóa các cảng ở Biển Đen để xuất khẩu ngũ cốc. Đầu tiên, họ chỉ ra thực tế là vào năm 2021, Hoa Kỳ đã ký quyết định tiếp tục sản xuất hệ thống phòng thủ bờ biển Harpoon cho Đài Loan bằng cách sử dụng tên lửa chống hạm Harpoon Block 2 với tầm bắn lên tới 125 km. Cụ thể hơn, vào tháng 10 năm 2021, Hoa Kỳ và Trung Hoa Dân Quốc, tức là Đài Loan, đã ký hợp đồng cung cấp 100 bệ phóng tên lửa Harpoon, 25 phương tiện điều khiển hỏa lực và 400 tên lửa Harpoon Block 2. Chi phí của hợp đồng này là 220 triệu đô la và việc giao hàng sẽ được hoàn thành vào tháng 7 năm 2023. Vào tháng 3 năm 2022, Hoa Kỳ và Đài Loan đã ký một hợp đồng khác về việc cung cấp 100 bệ phóng tên lửa Harpoon, 25 máy với thiết bị điều khiển hỏa lực và các thiết bị khác trị giá tới 498 triệu đô la Mỹ. Theo thỏa thuận này, việc giao hàng sẽ được hoàn thành vào tháng 12 năm 2028. Tổng cộng trong 6 năm tới, 200 bệ phóng tên lửa Harpoon, 50 phương tiện điều khiển hỏa lực và ít nhất 400 tên lửa chống hạm Harpoon Block 2 được lên kế hoạch sản xuất cùng một lúc. Và ở đây, chúng ta không thể loại trừ một lựa chọn như vậy. Nhà Trắng có thể chuyển giao cho Ukraine một phần bệ phóng cho tên lửa Harpoon vốn đã được thiết kế cho Đài Loan. Và sau đây, các tác giả của Naval News cũng nghĩ như sau. Nếu Ukraine nhận được các tên lửa chống hạm Harpoon từ Hoa Kỳ, nó có thể sẽ khiến những kẻ xâm lược Nga không thể đổ bộ gần Odessa. Và nếu như các bệ phóng này được bố trí hợp lý dọc theo bờ biển, Ukraine sẽ có thể tạo ra một vùng tiếp cận khép kín, không thể xâm nhập từ các tàu của hạm đội Biển Đen của Nga, hiện đang phong tỏa các cảng biển. Và theo đó, con đường cho những con tàu chở ngũ cốc của Ukraine sẽ rộng mở. Tuy nhiên, tác giả của ấn phẩm cũng kết luận rằng, nếu Ukraine nhận được tên lửa NSM thay vì tên lửa Harpoon, nó sẽ là sự lựa chọn tốt nhất cho Ukraine. Bởi vì như người ta tuyên bố, có thể huấn luyện phục vụ cho tổ hợp chống hạm NSM chỉ trong 14 ngày. Và tầm bắn trong phiên bản ven biển của NSM cao hơn 185 km so với chỉ 125 km của tên lửa Harpoon Block 2. Như vậy là mình vừa chia sẻ với bạn xong về tên lửa Harpoon của Đan Mạch viện trợ cho Ukraine để diệt quân Nga xâm lược. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn có ý kiến gì hãy comment dưới video nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Bye bye. 180 submarines and can be launched from 12 different types of aircraft. It can even be deployed from land-based launch vehicles. From its first launch in 1972, nearly 1,000 Harpoon missile training flights and test firings have occurred, with a demonstrated missile performance above 90%. As real-world threats evolved, Boeing has consistently and deliberately incorporated system improvements, including upgraded variants such as the state-of-the-art Harpoon Block 2, expanding the capabilities of the Harpoon.